gặng hỏi anh mãi tình yêu của anh có nhiều. Trái tim anh trao em rất chân thành dịu dàng, có anh chăng như là chứng nhân. Nhiều lần em cứ gặng hỏi anh mãi rằng yêu này em đến tốt mức nào. Này là tốt nhất. À. Trái tim anh trao em tấm chân tình, không phải có anh chăng làm chứng giúp anh. Gió hôn lên làn tóc nhẹ cùng khiến anh trái tim hồn thức. Ước sao duyên tình mãi đậm để anh thương tư em mãi thôi. Và rồi em vẫn gặng hỏi anh mãi rằng anh yêu đến như lần nào. Chỗ này là không nên chạy nhiều. Nghĩ đi em chẳng thành ngước lên trông. Đi em có anh chăng là tình anh với em. Rằng yêu em đến mức nào. Trái tim anh trao em tấm chân tình, không phải có anh chăng làm chứng giúp anh. Gió hôn lên làn tóc nhẹ cùng khiến anh trái tim hồn thức. Ước sao duyên tình mãi đậm để anh tương tư em mãi thôi. Và rồi em vẫn gặng hỏi anh mãi rằng anh yêu đến như nào. Nghĩ đi em chẳng thành ngước lên trông. Đi em có anh chăng là tình anh với em. Nghĩ đi em chẳng thành hước lên trông. Đi em có anh chăng là tình anh với em.